Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh những bông hoa rất là đẹp này. Các bạn cùng mình tô nhé. Cành hoa và lá mình tô màu xanh. Hoa mình tô màu vàng, bông hoa này thì mình tô màu đỏ nha. Bông hoa này mình tô màu tím. Hoa này mình tô màu cam. Các bạn nhớ theo dõi hết video để xem thành quả của mình nhé.
bạn ơi, vậy là chỉ với ít phút mình đã hoàn thành xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Về cách tô màu này của mình, các bạn cũng có thể tham khảo để tô cho bức tranh các bạn nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ở phía dưới để theo dõi những video hướng dẫn tô màu tiếp theo của mình nha. Bye bye.